사랑만 기 위해 태어난 사람 다시 내 삶 속에서 그 사랑 받고 있지요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요 해초부터 짓단때 하나님의 사랑은 우리 내 삶 속에서 하나하는 게 당신이 이 세상에 하고 하늘에 나고 하늘 산 속에 사고 지은 되는지 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신은 그 사랑 받고 있지요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 그토록 그 사랑 받고 있지요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요 태초부터 지탄대 하나님의 사랑은 우리 내 삶 속에 하나 뿐인데 당신이 이 세상에 하고 나는 내 만세 우리네 얼마나 하고 지금 내 기대 안녕하세요 안녕하세요 Em người Hàn Quốc hả? Dạ, em là con lai F2 ạ F2 luôn? Dạ Ông nội là người Hàn? Dạ, ba là con lai Ba có sinh sống ở bên Hàn không? Dạ, có một thời gian ạ Cho nên là nói thì nói mình cũng còn nhiễm nhiều lắm đúng không? Dạ đúng ạ Mà đặc biệt là đẹp trai giống người Hàn thiệt chứ? Giống người Hàn thiệt chứ? Em là con lai F2 ạ Con lai F2 ạ Con lai F2 ạ Không biết bạn tên gì nhỉ? Tên của mình là Jin Simeon ạ Jin Simeon Jin Simeon Jin Simeon Thường thì em đến nem là Chan Jin Một mối tình 3 năm Anh mất đến cả 2 năm để bước ra khỏi vết thương lòng ấy Quay qua quay lại cũng hết rồi Một nửa thanh xuân Anh của hiện tại chỉ mong cơm nhặt đủ duyên, đủ trưởng thành, đủ bao dung Để bảo bọc lấy người con gái anh thương Tay nắm tay, sống chậm, nghỉ khác Tận hưởng những ngày tháng sau này Cô gái à, em có muốn bước vào một cuộc sống như vậy cùng anh không? Dạ em có theo đuổi nghệ thuật không hay là em hát tặng bạn bè thôi? Dạ, ngày xưa thì em có đi hát Nhưng mà một thời gian sau thì em hết đi hát rồi Em chỉ có đi hát thỉnh thoảng ở mấy cái quán acoustic thôi Còn hiện tại thì em đang theo đuổi nghề mẫu ảnh với là diễn viên À, làm diễn viên? Dạ Rồi em diễn đâu? Dạ, em đi diễn mấy cái phim ngắn với lại phim sitcom À, rồi Em năm nay là nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay em 25 tuổi Kế bên đây có một chàng trai, Chan Jin Thì không thể nào thiếu thêm chàng nữa ha Vũ Văn Kiệt Mời bạn Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Văn Kiệt Hiện tại mình là nhân viên tư vấn cho một phòng thu âm Một mối tình chấp vá Một cái gật đầu hơi vội Nên có gì lạ khi yêu chặt đủ sâu Bước qua mối tình chóng vánh của tuổi trẻ Nếu hỏi anh có từng mất niềm tin vào tình yêu không Thì câu trả lời là có Vì có nên mới cần đến gần một năm để cân bằng trở lại Tiếp tục kiếm tìm người con gái định mệnh của mình Em có xuất hiện đằng sau bốn bức màn kia không?
Thì đến với chương trình hôm nay, mình chỉ mong ước nhỏ nhoi thôi là kiếm được một nửa để có thể hát chung với đám cưới của tụi mình sắp tới. Mong ước nhỏ nhoi. Vậy mà mong ước nhỏ nhoi đó. Nhỏ nhoi cặp đi cả nửa quãng đời luôn mà. Năm nay nhiêu tuổi em? Dạ em 25 tuổi ạ. Ở nhà chắc cũng hối ha. Chừng năm hay năm nữa cưới luôn hay là năm nay cưới? Ba mẹ cũng mong là càng sớm càng tốt. Càng cho sớm. Nên là hôm nay có gì anh chị giúp đỡ em. Nhưng mà giúp chị với anh Trương Thế Vinh dạ. sẽ giúp tụi em kiếm ra người cùng tần số với tụi em nha. Dạ. Và nhớ theo dõi chương trình của chúng tôi vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Xin mời. Mời em. Vòng đầu tiên của chúng tôi có tên gọi là đi tìm tần số. Ở đây chúng tôi đã có hai chàng trai và chắc chắn là ở bốn cái ô kia sẽ là bốn cô gái. Xin mời. À. Cô cuối cùng như búp bê, cô đầu cũng như búp bê, cắt cái tóc ngắn ngắn. Mở hình lên cái ấn tượng ai Kiệt? Thì ấn tượng nhất là bạn số 1. Lý do? Kiểu giống hình hồ, giống hình hồ. Tại sao Việt Hương tóc ngắn không thích? Việt Hương là thích hơn hình hồ luôn ạ. Thích hơn hình hồ luôn. Trời ơi, bởi vậy chị phải làm mai liền cho ông Kiệt chứ. Chin ơi, mở lên cái em thích số mấy liền? Dạ, em thích số 2 ạ. Tại có cái mái tóc đặc biệt quá đúng không? Dạ không, em thích cái đường sóng mũi tới cái miệng tới cái cằm á. À, đường sóng mũi, miệng cằm. Đó, em ngồi nghiêng tao mới thấy đường sóng mũi, miệng cằm. Bạn số 4 ơi, bạn dạ. xoay nghiêng ở đây một chút để tôi thấy đường sóng mũi. Đó, đó, đẹp nha. Bắt đầu giới thiệu từ bạn số 1. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Tháng Uy, năm nay mình 23 tuổi. Nghề nghiệp của mình đó là mẫu ảnh, marketing và trainer cho một số hãng mỹ phẩm. Đến với chương trình ngày hôm nay, mình có đôi lời nhắn nhủ đến hai anh khách mời đó là: anh ơi, trà sữa phải có trân châu, thanh xuân đừng có sống lâu buộc mình. Dạ rồi, xin hết ạ. Cô bé này chắc cao à. Thấy cái eo nhỏ mà cái đòn tay rất là dài. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m55. 1m55. 55 mà cái đòn tay đẹp quá ha. Ướm mà dài. Mời bạn số 2. Em xin chào mọi người ạ. Em là Lê Trần Phương Trang ạ. Mọi người gọi em là Lu. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng và kinh doanh thời trang online. Xin mời bạn thứ 3. Lời nói đầu tiên cho phép em xin chào chị Việt Hương, anh Trương Thế Vinh và tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là hai chàng trai ngồi phía trước ạ. Em là Thái Khiết Linh, năm nay 24 tuổi, em đến từ Đắk Nông. Công việc hiện tại của em là ca sĩ. Em là một cô gái không biết đi xe máy cho nên là hy vọng sau chương trình này sẽ có một anh dắt em về và tập cho em biết đi xe máy có được không ạ? Em cứ yên tâm, ở đây mấy chàng trai tụi anh lựa ga lăng lắm. Rồi xin mời bạn thứ 4. Dạ em xin chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Huy Vân, em năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chuyên ngành gì em? Dạ em chuyên ngành dược ạ. Những thời gian rảnh rỗi thì em thường ở nhà làm bánh nhưng mà chưa có ai để thưởng thức món bánh của em. Không biết hai anh có muốn về nhà để thưởng thức bánh cùng em không ạ? Anh tên là Kiệt, anh không nấu ăn giỏi nhưng mà anh có thể nấu tất cả những món mà em thích. Cho nên là có gì làm bánh cho anh nha. Dạ. Chị em hỏi là không biết là anh thích ăn bánh nào ha? Chỉ cần bánh của em làm là anh thích hết. Bây giờ muốn sống lưng thì tôi phải coi cái điện thoại ha. Cho xem cái ấp lưng của điện thoại. Wow. Đẹp wow. quá. Ấn tượng với số mấy Kiệt? Em là ấn tượng với lại bạn số 1. Chị cũng vậy, ấp lưng với số 1 đẹp quá. Cũng quá đẹp luôn. Chan Chin cũng ấn tượng với lại ấp lưng của bạn số 1 ấy. Số 1 cũng đẹp luôn. Anh ơi, mình có muốn mua ốp lưng cặp không anh? Tất nhiên là muốn rồi em. Nếu mà mua ốp lưng thì anh sẽ thích màu gì và hình gì? Anh nghĩ là nó sẽ bớt nữ tính hơn so với cái ốp lưng của em hiện tại. Anh nghĩ em nữ tính hả? Em nữ tính với lại cá tính đó em. Đúng nhưng rồi. Mà cá tính nhưng mà vẫn nữ tính. Dạ. Chan Chin ơi, Kiệt có làm quá em ơi. Dạ, này, đâu xa đâu chị. Ấn tượng của em đó, đẩy vô liền, hỏi liền cưng. Tại sao bạn lại chọn ốp lưng như thế này? Em rất là thích những cái gì mà nó màu mè và nó sang trọng một xíu. Nhưng mà cái ốp này là cái ốp em được một người bạn ở Đà Nẵng tặng. Bạn trai hả em? Dạ không ạ, một người bạn chung trường cấp 3 của em. Tháng 4 vừa rồi em có đi Đà Nẵng du lịch thì bạn đó mua tặng cho em trong lúc hai đứa đi dạo chợ đêm. Khi mà nhìn vào cái ốp lưng này em không thấy là màu mè, có cái sự gì nó khác lạ, ví dụ giống như nó có đường nứt á. Và nó có cái phần những cái viên đá nó có cái sự huyền bí. Chỉ có một cái ốp lưng số 1 ấn tượng cho nên mình mở màn hình đi.
Đó, ấn tượng số mấy nữa Kiệt? Dạ, lại là số 4 ạ. Còn Chan Chin? Có cái gu giống nhau sao chị ơi, em cũng thích số 4. Ừ. Nhưng mà anh lại thích số 2, em thấy bạn này có cái hình rất là... Không ai hỏi anh anh ơi. Không ai hỏi anh anh ơi. Em cũng đang tính nói giống anh Vinh là cũng thích số 2 luôn. Dạ, ấn tượng mà không sao hết. Em ấn tượng hai cái ngang nhau tại vì mỗi cái nó có một vẻ đẹp riêng à. Bạn số 1 làm như thích màu đỏ, bận cái áo màu đỏ. Cái ốp lưng cũng màu đỏ. Ốp lưng màu đỏ có đứng đẹp quá. Cái váy của em đang mặc có màu đỏ luôn không em? Dạ không ạ. Vậy màu nào mà cái màu mà em ưa thích nhất? À dạ, em không có kén màu ạ, tại vì em cũng theo nhiều phong cách, nhiều style nên là cứ nào hợp với hoàn cảnh và hợp với thời điểm thì em sẽ mặc. Chị là chị khoái cái bạn số 3 đó. Số 3 ơi, cái bờ suối đó là ở đâu em? Cái bờ thác đẹp quá. Dạ, đó là thác Dreysab ở quê của em á. Ở đó là em đi cùng với gia đình em cho nên em thấy đẹp cho nên em chụp lại. Còn bạn số 2 á, thì cái hộp này giống như là một cái niềm tin ha. Một cái sức sống mới mở ra, là một cái cầu vồng bay ra. Là ý nghĩa gì bạn số 2? Màu sắc giống như là trong cái lọ đó là những gì thú vị của em á. Đó, tôi thấy cô thì ẩn ý nhiều mà. Cái hũ vô tri vô giác ha, không có màu luôn, thấy chưa? Mà mở màu ra là bảy sắc cầu vồng. Bây giờ tụi em ấn tượng với cái màn hình nào nhất nè, Chan Chin? Quay lại ấn tượng nhất thì em vẫn ấn tượng cái số 4 hả chị? Còn em? Dạ, em cũng muốn số 4. Vậy mời mở khóa của màn hình số 4. Rồi, lướt qua cái nữa nè. Dạ, hết rồi ạ. Hết rồi. Vào trong mấy cái công cụ ấy bà. Anh muốn vào công cụ nào? Vào hình ảnh đi bạn. Cái này là em có bán online đúng không ạ? Dạ không mà, tại vì em thích mua sắm nên em lưu về để mình mua dần. Em ơi, sao đồ ăn em nhiều quá vậy? Cho chị món ăn nào em ưa thích đó đó đó, đó. Cho coi cái coi. Dạ đây ạ. Cái gì đó? Dạ đây là top cookie của Hàn ạ. Em nghe nói có một cái anh trên đó là có dòng máu Lai Hàn đúng không ạ? Dạ. Không biết anh có biết làm top cookie không ạ? Top cookie thì anh không biết làm, nhưng mà anh biết làm kimbap và là bibimbap. Ồ, em rất là thích ăn món Hàn, món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh, miễn là đi ăn cùng anh. Da gà, da đồ nổi lên hoài, đó kỳ quá. Sao không nấu luôn, rồi dẫn về ăn. Em biết nấu mấy món hàng không em? Dạ biết ạ. Những món nào mà em hay nấu nè? Dạ em làm tteokbokki với lại kimbap ạ. Nói nghe nè, Chan Chin nó tấn công quá, em cũng thích số 4 mà. Hỏi, em ơi, biết nấu ăn Việt Nam không em? Dạ biết ạ. Anh nghĩ là anh ở ngoài tiệm nhiều, anh sẽ nghe em. Cho nên là về đi rồi anh nấu cho em ăn. Về đi rồi anh nấu cho em ăn. Rồi lướt đi em, lướt màn hình tiếp nè. Ai nhỏ xíu vậy em, hồi nhỏ hả? Dạ đúng rồi ạ. Cho chị coi đi. Trời ơi cưng quá ha. Lúc này em bao nhiêu? Dạ lúc này là em hình như là 14 tháng ạ. Đó, thấy cưng chưa? Nếu mà cái cô gái này tương lai là vợ của em thì đẻ đứa con có khi nó cũng giống vậy. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà không sao đâu, hưởng được cái gen của em thì sẽ khác nữa. Em chê người ta xấu à? Không, em nói khác nữa, chứ em không nói là chê xấu. Con nhỏ xinh quá. Dạ, em cảm ơn ạ. Ê, có hình chàng trai nào kìa? Ai đó? Dạ không, em thích mua cái ba lô này ạ, chứ không phải là em thích chàng trai này. Rồi, bây giờ qua màn hình bạn số 3 nha. Bạn số 3 ơi. Dạ. Tóc xù xù ngồi đó. Ai vậy em? Đây là bạn cùng nhóm của em, cùng nhóm nhạc. Em là ai? Hai anh có thể đoán được không ạ? Anh đoán em tóc nâu. Chan Chin đoán bên tóc bên nâu. Ừ, anh Chan Chin đoán tóc nâu. Phải không em? Phải em là tóc nâu không? Dạ, em là tóc nâu. Coi cái app nữa đi. Báo thức mấy giờ? 5 giờ sáng dậy làm gì? Dạ, em đi diễn mấy cái show event buổi sáng á. Diễn sớm vậy luôn hả em? Dạ, 5 giờ em dậy em make up cho tới 6 rưỡi. Rồi em sẽ bắt đầu đi. Anh cũng đi diễn á. Diễn sớm thì mình sẽ dậy sớm. Dạ anh dậy sớm thì anh có thể báo thức cho em dậy luôn cùng với được không? Được em ơi. Mình đưa đi luôn với báo thức làm gì? Đưa đi luôn đúng không? Ừ, đưa đi luôn tại em đâu biết chạy xe đâu mà. Dạ đúng rồi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi em hả? Dạ em trải qua một mối tình 2 năm và kết thúc thì 1 năm trước rồi. Anh người yêu cũ của em là làm bên diễn viên. Sao vậy? Sao chia tay? Dạ vì hai bọn em không có hòa hợp nhau hay cãi nhau cho nên là chia tay thôi ạ. Cũng không có buồn gì hết. Em cũng không có muốn tới chương trình này mà kể về người yêu cũ. Em muốn cái gì qua rồi thì hãy cho qua. Hôm nay em tới đây em muốn kiếm người yêu mới cho nên là em không muốn nhắc tới người yêu cũ nữa ạ. Anh đang nói về cái cảm nhận của em thôi. Dạ. Thì lúc đó em như thế nào? Dạ, cảm xúc lúc đó thì cũng buồn. 1-2 tháng thì em lấp đầy nỗi buồn đó bằng công việc là em đi diễn. Thường ngày em đi hát nè, em gặp bạn bè, em đi về quê cùng gia đình. Cho nên là em cũng không có thấy buồn nữa, vơi bớt đi nỗi buồn rồi. Còn trẻ, còn nhỏ mà. Đúng không? Mình tìm hiểu nhiều chứ. Dạ, cho em hỏi là hai anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Anh Kiệt trả lời trước. Anh Kiệt trả lời trước nha. Anh trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. Cái gì? 25 tuổi, yêu dữ. Ít quá vậy em? Có mối tình thì vài tháng, còn có mối tình thì trên 1 năm. Sâu đậm nhất ở trên năm. Có một người thì lại là do là người đó về quê, về sống ở dưới đó luôn cho nên là không có gặp nhau thường xuyên được á.
quê đâu em? Ở dưới Hậu Giang á chị, không có tính xa hơn sau này được cho nên là chia tay chút. Chan Chin. Còn em thì một người. Quen bao lâu? Dạ 3 năm, chia tay cũng được 2 năm rồi ạ. Trời ơi, sâu đậm vậy mà sao thôi vậy? Dạ cũng là do là không có hợp tính nhau ấy. Cái tính nào của em bạn đó không thích mà cái tính nào của bạn đó mà em không thích? Tính của em là chắc khó anh. Bởi vì cái gì em cũng phải giống như là nó đi theo một cái concept, kế hoạch. Đúng rồi, đúng rồi, mình lập một cái kế hoạch rồi. Là định hướng nói A, B, C thì em mong muốn là mọi cái nó phải thẳng tắp như vậy. Dạ đúng rồi. Còn bạn kia tại tính vẫn còn trẻ con. Em thích một người phụ nữ chín chắn hơn. Không phải là em thích một người phụ nữ chín chắn hơn, nhưng mà là một người có suy nghĩ chín chắn hơn. Dạ bây giờ mời màn hình số 2. Cảm ơn màn hình số 3. Ồ bầu trời bằng đêm quá không em? Tính em hình như là hơi nội tâm đúng không em? Dạ anh sai rồi. Anh sai rồi. Bản thân em là một người hướng ngoại. Mới tiếp xúc với em vài lần đầu thì nghĩ là em nội tâm. Với những cái mối quan hệ mới á thì em luôn dè chừng và kiểu xem xét thì em mới bắt đầu open mind hơn. Em là người hướng nội nhưng mà em đang nghĩ trong đầu là em muốn hướng ngoại thôi. Còn cái cảm nhận đầu tiên người ta nhìn vô em thì vẫn là do em toát ra là em là người hướng nội, đúng không? Dạ không phải ạ. Anh Vinh cũng không nghĩ đúng tại vì bản thân em là hướng ngoại. Nhiều khi em tưởng em là hướng ngoại thôi. Theo như Chinh nghĩ là bạn ấy là người hướng ngoại nhưng mà sống nội tâm. Dạ đúng rồi anh. Hướng ngoại sống nội tâm. Đúng rồi. Nội tâm rồi. Không, có một những người là hướng ngoại cái suy nghĩ tích cực và hướng đi những cái gì tốt hơn nhưng mà sống cuộc sống nội tâm. Dạ đúng rồi. Vậy là em là người hiểu bạn nhất đó. Bạn cho mình xem thử một vài cái phần ở trên điện thoại đó. Sắp xếp gọn gàng lắm nha. Đúng rồi, em thấy cái sự nào vô ô đó ha. Gọn gàng. Em vô phần hình ảnh đi em. Bàn tay của em hả? Dạ đúng rồi. Chiếc nhẫn này là lần đó nhà em có chuyện không vui cho nên là cha em dẫn em đi mua, xong rồi nói với em á là nếu mà sau này á có người nào đó mua cho con một chiếc nhẫn nữa thì cha muốn người đó là chồng con chứ không phải là cha hay là ai dắt con đi mua nha chưa. Vậy là em là người hay nói chuyện với ba của em. Thú vị ha. Cũng hiếm có người con gái nào mà chịu trò chuyện với cha hả chị Hương? Ừ. Bạn này khá đặc biệt. Rồi em gạt màn hình qua cho chị xem hình nữa đi. Chà đi đâu vậy em, đi đâu đứng chụp hình cái lưng không vậy? Em có vẻ là cô gái thể thao nhỉ? Dạ có một chút thể thao. Em thường bơi và squat cho nên là da của em không có trắng như mọi người và em cũng thích da kiểu ngăm ngăm kiểu vậy á. Cho em hỏi là hai anh có anh nào chơi thể thao không ạ? Hồi xưa thì anh có chơi. Nay 25 tuổi mà ngày xưa có chơi nha em. Xưa là cách đây mấy năm ạ? Cách đây 1 năm em, kiểu cũng không chuyên hay gì, chơi vui thôi. Cái đỏ đỏ là gì? À cái này là em đi xin, đây là giống như là cái đại nhạc hội về đàn á, người ta sẽ chiếu ánh sáng rồi cái ánh sáng này sẽ chớp sáng dựa theo cái nhạc, nó giống như là người ta đang kể một câu chuyện cổ tích cho mình ở trong một cái khu vườn vậy á. Du lịch cũng là một sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Bình thường thì em hay đi với bạn hay là gia đình vậy em? Từ đó tới giờ là chỉ có đi với bạn rồi, tại gia đình thì ít có nhiều thời gian chung để đi á. Em không biết là hai anh ở đây có anh nào thích đi du lịch không ạ? Anh rất là thích đi luôn em, nhưng mà nhiều khi bạn bè anh cũng có đôi cái cặp rồi á. Dạ. Còn anh đi một mình như vậy thì cũng hơi tủi thân cho nên nhiều khi cũng không có động lực để đi á. Anh có muốn có một bạn đi chung với anh khắp năm châu bốn bể không? Đang rất là muốn luôn em. Bây giờ tới bạn số 1 nha. Cảm ơn bạn số 2. Mời màn hình bạn số 1. Biển này là ở đâu vậy bạn? Dạ biển này là ở Bình Hưng Cam Ranh. Gạt qua màn hình qua cái nữa em. Cũng không có gì nhiều, thường gái đơn giản lắm, áp chụp hình đẹp rồi là được rồi, vui rồi. Mà trong này em cũng thấy bạn có ba cái áp à, có ba áp thôi, thua em à. Trời đất ơi. Không, tại em nghĩ là bạn cũng là mẫu ảnh á cho nên cũng không cần áp nhiều, không cần áp nhiều. Dạ hai anh ở đây có ai biết nấu ăn không ạ? Anh biết hết em. Dạ món tủ của hai anh là gì ạ? Thì gói em. Đây trứng chiên, nói giỡn cái kẹt món gì? Món tủ của anh cá kho em. Cá kho hoặc là thịt kho. Em cũng rất thích ăn cá, tại vì ăn cá sẽ thông minh. Hai anh ơi, cho em hỏi ngoài lề một xíu là hai anh, chiều cao của hai anh là bao nhiêu ạ? Anh 1m74 em. Anh chỉ có 1m7 thôi. Dạ, trên 1m7 là em thích rồi. Gia đình của hai anh có nhiều người không ạ? Gia đình anh ít người, không có nhiều em. Có mấy anh em vậy anh? Anh có hai anh em thôi. Nhà kiệt mấy anh em? Nhà anh có hai chị gái. Anh là Út. Nói chuyện nãy giờ, coi màn hình, ăn uống, gia đình, người thân, đủ hết trơn rồi. Ấn tượng với bạn nào, để một chút nữa mình giữ lại bạn đó. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Quý vị trở lại với tần số tình yêu. Và nãy giờ hai cậu trai ngồi đây đã suy nghĩ thật kỹ để nghĩ coi mình sẽ ấn tượng nhất với cô gái nào. Mời Chan Chin. Em ấn tượng nhất là bạn số 1 ạ. Mời giữ đèn của bạn số 1. Và mời Vũ Văn Kiệt.
Dạ, em có ấn tượng với bạn số 4 à. Mời giữa đèn bạn số 4. Mời anh Trương Thế Vinh. Chắc là để mấy bạn ở đây đi chị ạ. Dạ, bạn mời giữ lại số 3. Và chúng tôi muốn gặp gỡ bạn số 2. Ngày còn nhỏ, chúng ta ai chẳng từng ít nhất một lần giả vờ khóc rồi ngủ quên. Để khi lớn lên, cái tôi trưởng thành lại khiến ta chọn cách giả vờ đi ngủ, rồi nước mắt lặng lẽ chảy dài. Người ta nói, khi đủ bình tâm để đón nhận một mảnh ghép mới, hạnh phúc sẽ đến gõ cửa. Nhưng có lẽ, chuông cửa phát ra từ nhà kế bên mà chưa phải em rồi. Giống búp bê quá à. Em có ấn tượng gì với hai chàng trai đang ngồi kế chị? Dạ em ấn tượng với cái anh mà khi nãy lúc mà anh Trương Thế Vinh có nói là em là người hướng nội nhưng mà có vẻ hướng ngoại, nhưng mà anh đó có sửa lại. Em nghĩ người đó là ai? Anh áo đen à? Dạ đúng là không có tần số với nhau ha, cho nên không có sự rung động. Còn hai em nói gì với bạn để chào tạm biệt bạn nè? Anh thấy em rất là dễ thương. Sau chương trình này anh nghĩ chắc là rất là nhiều chàng trai sẽ tìm đến em. Chúc em sẽ sớm tìm được một tình yêu mới nha. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị. Anh chúc em sẽ tìm được một người cùng tần số với mình, sẽ hiểu được em và con người của em. Dạ vâng. Ok, cảm ơn em nhiều nhé. Cảm ơn. Vâng thưa quý vị, bây giờ sẽ là vòng thứ hai có tên gọi là thử thách của nàng. Chúng ta sẽ chờ xem các cô gái lựa chọn phải thử thách gì nhé. Xin mời. Bây giờ với sự bốc thăm ngẫu nhiên, số 1 sẽ có một cái phần biểu diễn rất là đặc biệt mà tôi nghĩ sẽ rất là thú vị đây. Số 3 cũng là một phần thử thách về nghệ thuật. Số 4 sẽ trả lời nhanh gọn trong vòng 60 giây. Bây giờ mình mời bạn số 1 trước nè. Đổ bộ em sẽ nói yêu anh vào ngay bây giờ, chậm là mất vì em không phải là người hay chờ, không còn nhút nhát, không còn run rẩy, mặc dù vậy em vẫn lúng túng mỗi khi anh nhìn thấy em là con khờ không biết yêu bằng một cách ngọt ngào, nhưng em sẽ hóa thành phúc nếu như có người thứ ba chọt và nếu như anh từ chối em nghĩ mình sẽ điên mất, vì tình cảm em làm thật là 100% là nguyên chất, chẳng còn muốn gặp anh trong mơ vì điều đó là hư cấu. Anh ơi xuất hiện từ đâu để em yêu anh từ lâu, hãy đứng trước mặt em và nhìn sâu vào đôi mắt, nhưng mà cũng đừng nhìn quá lâu không thể vết sâu trên môi em, chờ anh làm mờ đi, lỡ em có khóc hãy để anh lau nhẹ trên bờ mi. Ai kêu anh khờ chi đã lỡ chót yêu con nhỏ này, và 16 câu ở trong vơ một là lời mà em bày tỏ đấy. Yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn, anh chính là người con trai mà em yêu chứ chẳng ai nữa. Hôm nay em thổ lộ anh cứ yêu một chỗ, hồ tim anh là nơi mà em sẽ đưa virus tình yêu vào đổ bộ. Yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn, anh chính là người con trai mà em yêu chứ chẳng ai nên. Hôm nay em thổ lộ anh cứ yêu một chỗ, hồ tim anh là nơi mà em sẽ đưa virus tình yêu vào đổ bộ. Dễ thương quá à. Em tính đổ virus vào ai ở đây? Đổ hết. Dạ đổ hết, ai trúng trúng. Một phần trình diễn dễ thương. Kiệt thấy làm sao? Em là dân phòng tu đó. Nãy giờ anh muốn đi ra rap với em luôn á. Mời em. Anh nghĩ là bây giờ anh sẽ rap tặng em với tất cả mọi người trước. Dạ rồi, rồi mọi người cho anh Kiệt chèo hóa tay được không ạ? Sau chương trình này á thì có gì mình song ca bên ngoài nè. Dạ rồi, mời Kiệt. Ai biết bài này hát chung cho vui nha. Ghé bên tim em để nói cho em nghe, tại vì cứ đi xa xôi trở về đúng nơi em thôi. Khoác vai em yêu vào ngày lạnh buốt hai đôi tay, cứ tung tăng ca mình cùng nhảy múa trong cơn say.
Chẳng sao ngoài kia ngày ta có nói bất cứ điều gì, trái đất thì vẫn cứ xoay, đôi ta vẫn cứ yêu đi. Đêm nay nhờ ông trăng sáng chứng giám yêu thương đôi mình. Bao nhiêu vì sao trên cao anh vẫn dám hãy cho em. Nếu em yêu anh là lựa chọn đúng nên không sai. Nếu em không tin thì làm cam kết ngay hôm nay. Biết em cô đơn kể cả từ sáng cho tới khuya, vì sợ không anh ngày sẽ yêu em đây. Em nên yêu một người như anh. 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 Em nên yêu một người như anh, vì sẽ không ai yêu người như anh. Đời này phủ lên bao nhiêu hào nhoáng, nhưng trong nụ cười của em vẫn lặng. Nên em hãy yêu một người như anh, đặt tất cả em có vào anh. Nhớ đến anh mỗi khi nào em cần thiết có bờ vai nào đó bên cạnh. Em ơi vì cứu lấy một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Em hãy cứu lấy kẻ vàng phù này nếu con tim em còn đủ chỗ. Vì anh còn biết phải đi về đâu khi mỗi bước chân không còn nghĩa lý. Anh đi về đâu khi niềm vui và em có cùng một địa chỉ. Anh chỉ là kẻ mang theo hành lý, là những giai điệu được tái chế từ những tâm sự anh đeo nặng ký. Anh là cát bụi, là đá, là sỏi, không phải thảm trải bước chân em đi nên có quá khó. Để em yêu một người như anh không cần phải nghĩ. Hay quá mà nãy giờ giấu. Em thấy là em bắt sóng với anh được rồi đó. Vậy em có biết ai là người ấn tượng với em không? Là anh áo trắng. À vậy hả? Đúng rồi. Theo như cái giác quan của em. Dạ đúng rồi. Với lại em nhớ cái giọng nói. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà ra đây lại bắt sóng về anh đọc rap này hơn. Vậy là cái mục đích của em đã đạt được rồi anh. Đúng rồi. Thả virus hồi nãy cô nói mà. Bây giờ mời em vô phòng trở lại. Em cảm ơn mọi người. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của bạn ở vị trí số 4. Hỏi nhanh đáp nhanh trong 60 giây. Xin mời bạn. Chào em. Dạ chào anh. Sẵn sàng chưa em? Dạ rồi ạ. Bắt đầu. Mối tình duy nhất của Chan Chin kéo dài trong bao lâu? Dạ kéo dài trong 2 năm ạ. Món tủ của Vũ Kiệt là gì? Dạ hình như là không có món nào hết. Môn thể thao của Kiệt từng chơi là gì? Dạ là môn cầu lông. Gia đình Chan Chin có mấy anh chị em? Em không nhớ. Chiều cao của Vũ Kiệt là bao nhiêu? Dạ là 1m7 ạ. Chan Chin thích mẫu bạn gái như thế nào? Em vẫn còn thời gian. Anh đọc lại nha. Mối tình duy nhất của Chan Chin kéo dài trong bao lâu? Dạ trong vòng 2 năm. Món tủ của Kiệt là gì? Dạ không có. Món thể thao của Kiệt từng chơi là cầu lông, em trả lời đúng rồi. Gia đình của Chan Chin có mấy anh chị em? 2 anh chị em. Vũ Kiệt cao bao nhiêu? Dạ cao 1m7. Mẫu bạn gái của Chan Chin thích là như thế nào? Điềm tính thì phải. Điềm tính hả? Cảm ơn em. Trên đây thì em đang trả lời đúng 2 câu hỏi trên 6. Chắc hơi hồi hộp. Không sao hết. Hai em ấn tượng sao, nói một câu nghe kìa. Em có thích hát không? Dạ em thích hát nhưng mà em sợ em hát thì không ai dám nghe. Thôi để anh nghe cũng được. Cũng như là phần số riêng đúng điện luôn. Mình gặp gỡ vậy được rồi. Thôi mình lát gặp lại. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ sẽ là thử thách của cô gái ở vị trí thứ 3. Sẽ là một phần trình diễn âm nhạc. Xin mời. Mà sao giờ bỗng thinh lặng, buồn hiu, kết
kết thúc rồi. Anh chẳng nói một lời mà sao ông cứ dối bời. Trời ơi, hai người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau. Rồi người vội vã đôi thấy nên mình em u sầu. Tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xóa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I would never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. Chẳng hoa nào đâu với cuộc thích ơi. Chẳng hoa là do hướng của ông trời. Chọn anh đẹp trai em mới dặn lời. Chưa kịp làm gì nên đã đổ rồi. Yêu em thật lòng và em tưởng đồ. Nghĩ rằng anh chỉ thích hôn đùa. Quen qua đường từ mấy hôm rồi đã bay chuột. Trời ơi. Hai người đừng bước đến đây, ta chẳng biết về nhau. Rồi người vội vã đôi thay nên mình em u sầu. Tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xóa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I would never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No, 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 I would never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah, 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 I will be better. Chim chim sao cho chị có ý kiến nhỏ nhỏ gái chị mới hát coi. Dạ em thấy là rất là tuyệt hả chị. Còn Kiệt sao, mời vô phòng tu không? Cái này chắc đỡ mất công phải chỉnh, nó tại hay quá rồi. Ra đây nhảy múa hát hay quá, làm cho hai chàng trai rung rinh ấn tượng luôn rồi. Lát nữa gặp lại em nhé, cảm ơn em rất nhiều. Hai bạn nam sẽ ấn tượng với ai? Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ lao trong mấy phút nhé. Bình tĩnh lại, tại vì nhiều khi diễn tài năng cái mình quên đi cái cảm xúc ban đầu ha. Nhớ lại cảm xúc ban đầu và mời chọn ấn tượng lại. Mời em. Giọng nói của bạn khá là dễ thương, cái chiều cao cũng hợp với chiều cao của em, rồi đặc biệt là thích nấu ăn, mà em rất là thích nấu ăn chung với lại nhỏ nhỏ dễ ôm vô lòng, đang nấu cái đứng sao giới lới hả, không đánh bột chùm nấu cơm giùm phải không? Đó giống như là cưng á đó. Vậy là em vẫn ấn tượng với bạn số 4. Dạ đúng rồi. Mời đèn của bạn số 4. Nếu mà nói ấn tượng thì hiện tại em đang ấn tượng với bạn số 3. Đọc rap với lại hát em thích hát hơn. Dạ. Mời đèn của bạn số 3. Trước khi mời gặp gỡ bạn số 1, bây giờ mình sẽ được nhìn khuôn mặt thiệt. Hai bạn lên sân khấu quay mặt lại đây cho tôi. Và bây giờ mời màn hình. Đổi không? Muốn đổi lại không? Dạ không. Không đổi không? Mời về chỗ, mời tắt màn hình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại cô nàng ở vị trí số 1 nhé. Xin mời em. Tuy từng đọc được một câu nói như thế này: hôm nay em bận yêu đời, đành hẹn hôm khác đôi mình yêu nhau, bất giác cười nhẹ, thấy giống mình của hiện tại quá. Lỡ mất một dịp tần số là lạc nhau ngay được anh ha. Thôi thì lại quay về làm công chúa nhỏ của ba mẹ, bình an chờ đến ngày chàng hoàng tử của mình bước đến gõ cửa. Tháo mặt nạ ra cái là thấy khác liền. Ai chọn cho em cao đầm vậy? Dạ một người chị chơi thân của em nè. Ai chọn cho em đôi giày vậy? Dạ em. Như lọ lem á, cái ngày mà đi gặp hoàng tử vậy đó, dễ thương lắm. Em cảm ơn mọi người nhiều. Em có buồn không? Dạ không ạ. Cái mục đích chính của em đến đây là thêm bạn thêm vui thôi. Nếu mà tìm được một nửa của mình thì càng tốt, còn không thì em sẽ có thêm được 3 người bạn ở đây và 2 anh ở đây cùng tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em đã bao nhiêu mối tình trước đây rồi? Dạ em
có ba mối tình. Ba mối tình luôn. Cái mối tình đầu tiên là anh đấy hơn em 1 tuổi và thích em 3 năm cấp 3 và cũng có góp cái công mà ôn thi để cho em đậu đại học. Nhưng mà đến khi quen nhau thì chỉ được vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ vẫn là tri kỷ của nhau. Còn mối tình thứ hai thì em quen cũng gần 2 năm nhưng mà sau đó bạn đó lại quay lại với người yêu cũ. Mối tình thứ ba là cách đây cũng hơn 1 năm thì quen nhau và cảm thấy hợp làm bạn hơn. Tại vì cũng từ bạn mà lên. Trong ba mối tình đó em thấy mối tình nào nó để lại cho em nhiều cái cảm xúc nhất? Dạ, cái mối tình thứ hai ạ. Tại vì lúc đó là em còn gặp biến cố của gia đình nữa, cảm thấy rất là bất lực. Rồi lúc mà khi mình gặp biến cố trong tình cảm như vậy thì ai sẽ là người em chia sẻ? Em rất là may mắn là ba với mẹ như là người bạn thân của em vậy. Chứ không phải là quy củ hay là khoảng cách hay là bắt ép, luôn luôn tôn trọng. Và em rất anh là dễ chia sẻ từ nhỏ như vậy. Là em là người may mắn. Dạ đúng rồi. Qua đây mình có thể nói gọn hơn về một cái mẫu hình bạn trai mà em mong muốn. Dạ thì ngày hôm nay không có may mắn bắt tần số với hai anh. Nhưng mà em cũng muốn chia sẻ một chút về cái gu bạn trai của em. Thì cao hơn em, trên 1m72 càng tốt. Biết nấu ăn chứ không cần phải nấu ăn giỏi hay là nấu ăn ngon. Tại vì em thích những cái buổi mà lễ hay là cuối tuần thì có thể cùng vào bếp với nhau. Anh ok, anh có... Nhưng mà hình như anh có chủ rồi phải không anh? À chuyện đó hoa cũng... Hoa dại bên đường. Cảm ơn em rất nhiều nha, chúc em may mắn nha. Dạ rồi. Ok, chào em. Và bây giờ sẽ là vòng 3 bí mật của chàng. Xin mời. Vũ Văn Kiệt, người làm phòng thu, tư vấn cho phòng thu. Ai giọng dở dở là cắt không cho thu luôn. Cho nên bây giờ coi coi những cái app của ảnh có cái gì về vocal không, về voice không ha? Dạ không. Không có, kỳ vậy? Tại vì em muốn khi nào về thì về luôn, không có quan tâm đến công việc cho đỡ mất công. Cho đỡ mệt đúng dạ, không? Số 4, bạn muốn khám phá cái gì để anh sẽ giúp bạn nè? Dạ, cho em xem hình ảnh đi ạ. Cái máy này kiểu cũng mới xài hơn nửa năm á. Đồ ăn kìa. Hình em với lại đồ ăn với lại cháu em này kia với lại mấy cái địa điểm mà... Cháu đâu? Cưng quá à. Cô dâu chú rể kìa, ai vậy? À không, cái tấm hình này hài hài thôi anh. Là à. Tại em thích giày á. Xong rồi có cái tấm hình này thì nó kiểu như anh này lấy cái váy cưới của vợ chỉ để lau đôi giày thôi. Đấy là kiểu thể hiện cái niềm đam mê giày dạ, với dạ. Lại kiểu dễ vui thương. Đó. Dạ, Annabelle. Mà chưa có coi mà. Được tại em ít khi có thói quen đi một mình lắm. Em rủ bạn số 4 đi coi. Em có sợ phim ma không? Dạ em rất là thích xem phim ma nhưng mà chưa có ai đi coi chung hết. Đây, có bờ vai của Kiệt. Bây giờ anh lên đặt vé luôn nha. Được không? Dạ cũng được ạ. Ok. Rồi người ta thông báo là tổ này đi á. Đấy là chốt rồi đấy, không vẻ rồi. Rồi ok. Thôi mình thoát ra khỏi này đi. Xin phép coi điện thoại của Chin Chin ha. Ô bạn này ngay ngắn quá. Không có thấy trò chơi gì hết. Lướt qua nè. Đẹp luôn, chỉnh chu. Có tập thể thao hả em? Dạ em có, sơ sơ. Số 3 ơi. Dạ. Bạn có thích hỏi về gia đình, hôn nhân, khi nào đám cưới đám hỏi gì không em? Dạ cho Linh hỏi anh Chan Chin là bao nhiêu tuổi thì anh muốn lập gia đình ạ? Độ tuổi trên 30 là anh nghĩ là chắc có thể được. Cho em vô Facebook dòng thời gian của anh. Nó lộ người hình anh ra sao ta? Ủa em thấy anh hồi nãy rồi còn gì nữa? Ở quên ha. Trời ơi, làm nhận được bí mật trong kia ta mấy bí mật ông ơi. À cái này là xe tìm công việc các em. À anh đi chụp hình mẫu ảnh đúng không? Ừ đúng rồi. Coi báo thức của em đi. Dạ. Trời ơi trời. Dữ vậy em? Dạ để như vậy để khi mà lỡ mình ngủ quên á anh. Xong bắt đầu còn 15 phút sau là bắt đầu mình dậy được. Để từ hồi 3 giờ 15 phút sáng mà tới 10 giờ 45 phút vẫn còn báo. Cho anh vào cái phần ghi chú đi. Coi thử có tràn lan đại hải gì không? Như mọi ngày đón kiss đi. Ủa em có yêu ai hả? Dạ không, cái này là một cái comment để em review sản phẩm. Khi mà review hay viết cái caption gì đó về một sản phẩm nào đó em phải ghi ra trên note này. Xong em mới copy anh bỏ lên trên kia lại. Rồi kéo xuống đi em. Chà, toàn là công việc, kỹ càng trong công việc của mình ha. Trang Xin ơi, em chọn cái ngành nghề cũng lấn sân nhiều thứ ha. Mọi thứ một chút vậy. Nhưng mà nãy chị có nghe em giới thiệu là ba mình là người Hàn. Ông mình là người Hàn. Vậy có đồng ý cho em đi cái nghề này không? Dạ, hiện tại thì được ạ. Tại vì hai anh em sống với mẹ từ nhỏ luôn cho nên không. À, ba mẹ chia tay với nhau. Ba em cũng không còn nữa. Em còn một người em nữa. Dạ, hiện em tại... Em trai, em gái. Dạ, em trai. Hiện tại em đang ở bên Nhật. Rồi mẹ ở đâu? Mẹ em ở Đồng Nai ạ. Đồng Nai. Ồ, vậy chia ra mọi người một nơi em ạ. Dạ, đúng rồi. Ta lên tới đây, ta tìm kiếm mình rồi, cũng rung động rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng, mời hai bạn khám phá điện thoại của hai chàng trai. Trong lúc hai bạn gái khám phá điện thoại của hai chàng trai, chúng ta nghỉ giải lao trong vòng ít phút.
em xuống cùng với anh chị. Và bây giờ là thời điểm quan trọng. Đầu tiên thì chắc là mời Chan Chin đưa điện thoại ra phía trước ha. Chúng ta sẽ cùng đếm xem. Dạ anh dậy sớm thì anh có thể báo thức cho em dậy luôn cùng với được không? Được em ơi. Đưa đi luôn đúng không? Ừ, đưa đi luôn tại em đang chạy xe mà. Alo. Dạ Linh chào anh Chin Chin. Anh chào em, anh có thể quay lại nhìn em được không? Dạ được. Bây giờ thì chưa có phải là người yêu của nhau, nhưng mà em hy vọng em sẽ là một người bạn có thể chia sẻ trong công việc cũng như là trong cuộc sống của anh để bù đắp lại cái khoảng trống mà anh không có ba. Em quyết định gọi cho anh. Anh cảm ơn em. Rồi luôn rồi. Bên kia người ta về một chỗ rồi, giờ còn bên này. Kiệt ơi. Dạ. Lựa lời nói sao cho khéo để bạn dưới đây gọi cho mình nha. Em à, tim anh đang đập rất là nhanh, anh cũng không biết nói gì nữa, nhưng mà nếu mà được á thì anh nghĩ mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi bây giờ em cầm điện thoại ra, đưa màn hình về phía trước. Dạ em rất là thích xem phim ma nhưng mà chưa có ai đi coi chung hết. Đây có bờ vai của Kiệt. Bây giờ anh lên đặt vé luôn nha. Anh nghe nè. Dạ alo. Anh có thể quay lại nhìn em được không? Dạ được ạ. Được. Câu tôi muốn nghe nhất. Bé này có cái nụ cười tươi quá. Quay lại nhìn nhau. Em có một hành động muốn làm. Hành động xin ta chứ xin chị chi. Dạ em. Em làm gì? Gì vậy? Dạ mọi người đang thắc mắc là em đang làm gì đúng không ạ? Đánh dấu. Em vừa mới đi quanh thế giới của em ạ. Nói gì đi? Anh có thể ôm em một cái. Em thấy Kiệt sao? Nói chuyện nghe đây. Em thích giọng nói ấm áp của một người con trai và Kiệt có điều đó. Em đặc biệt là em có ghi chú trong phần đi thi chương trình là em thích một chàng trai có cặp mắt kính. Wow. Mà em có biết là em ghi lại bạn Kiệt này là có cái nét cute không? Hai cái má tròn tròn giống nhau. Chị mong là hai tụi em phải tìm hiểu nha và tiến xa hơn nữa ha. Dạ. Có một cái team của ban tổ chức là bằng thủy tinh, rất là dễ vỡ cho nên họ có ý nghĩa cho tụi em giữ trân trọng. Rồi cầm. Đây anh cũng xin tặng em. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Bốn em ở đây là nhất rồi đó nha. Anh là chưa có ngày như vậy đâu, cũng đang sốt ruột lắm đây. Hãy đăng ký vào chương trình chúng tôi nha. Tần số tình yêu sẽ được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Phụng đồ ý chú rể, chị Phương là bà Mai, cảnh đứng ra làm bánh xin một chú hôn luôn. Cho nên ngay kiếm bộ đồ vest màu hồng. Dạ đẹp. Ba hợp lý à. Sao chị trải cái mấy đống cũng đẹp hơn được rồi. Giúp chị kiểu này hơn luôn á. Vậy hả? Chị cho quẩy. Không có gì đâu, đừng có khen với em. Dạ quý vị ơi, lúc này chị Phương với Trương Thế Tinh đứng đây cũng mong muốn là sẽ...